Ở một buổi chiều Tokyo, rồi đi dưới hàng cây hoa anh đào đó, đang đứng đó là chỉ có một soái ca này kia xuất hiện. Khoan chị, chú ý mất xe là cái là sao? Chú ý mất xe là sao? Xin lỗi mà, sumimasen. Em tưởng chú ý mất xe, xin lỗi chị. Ví dụ như ông sẽ nói là không có chi, không có sao là sao? Ie. Gì ie hả? Ừ rồi, ừ thấy ghê. Kêu qua itenki desu ne. Ok. Tối hôm nay thời tiết rất là đẹp phải không? Ủa vậy hả? Vậy nói nhiều hơn nữa thì nói được không? Nói nhiều hơn nữa thì nói được, nhưng mà mất thời gian quá đi. Không phải, không phải là mất thời gian, mà thật ra là chị không có tâm trạng để nói với một người đàn ông không đẹp lắm. À, thời gian chỉ làm chị nhăn hơn chứ không làm chị cao hơn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lâu lâu gặp lại mà em kỳ quá Thành. Kỳ quá Thành. Chị nãy giờ chị rất nôn nao được gặp em ha. Lâu quá gặp lại chị vẫn xinh đẹp. Chị vẫn xinh đẹp. Tươi vui. Cảm ơn. Em nói gì mà chị tin chứ. TV con còn gọi là loa phóng thanh, hay là máy truyền hình, hay là máy phát thanh. Ê, mình coi hình cô Honey One, chú Trân Thành kìa. Trời ơi, đó TV kìa. Của chú Trân Thành với cô Honey One kìa. TV có hình đó con. Phong thanh. Phong thanh. Cái TV nó còn gọi là tên gì trong ba cái tên sau đây? Loa phóng thanh, máy truyền hình hay là máy phát thanh? Máy truyền hình. Trời ơi, giỏi mà. Trời ơi. Ê bà Quyền, bà tát tôi một cái coi chứ, tỉnh đi Quyền. Xét tiệt á, áp ra đi. Cái cảm giác như tôi đang sống trong mơ, con bé nó giỏi. Xài liệt, xài liệt. Ê, con bé nó giỏi. Đá một cái xong tình vẫn thấy là con bé nó giỏi, không thấy đau luôn á. À vậy hả? Không thấy đau luôn. Vui quá đó, năng lượng nó tỏa tới mà không đau luôn. Em tát lại cho. Thôi anh tỉnh ra, anh tỉnh ra. Đón xem nhanh như chớp nhí mùa hay lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.